Ơi, xin chào các bạn à. Đây có gió thổi vô thẳng đó các bạn ơi. Gió không được ngon lắm. Đầu trâu nha. Sừng trâu rồi sai dòm giống lắm bộ. Trâu luôn á. À, vụ này cũng năm hoài á. Hậu đó làm trắng luôn đâu thấy đâu, không có chơi đỏ đen vô chứ. Đầm dữ. Gió mà điều điều á, ngon. Rồi được 4 con. Con cầm nhau dữ vậy? Cho thêm con hay là cho chú ơi. Có đèn cho thêm chú ơi. Em ta rồi chú ơi, hai con đèn dính á. Con ơi, cái trời. Để con quấn cho bếp. Phải chạy nó chảy. Đừng có. Để quấn vô bếp đi. Cái này là lúc này là chuẩn bị tới mùa diều rồi phải không? Gió thấy thông thông lại rồi đây. Tháng 10 rồi, cũng như tháng 10 rồi gió. Ờ, gió trở bắt lại là thả ngon hả? Rồi đấy, đủ mùa rồi mà anh đứng với em, em chết hơn. Đi được sao không mày? Đầm đầm im ru chứ. Chỉ có Vũ gần hơn à. Ờ. Em cũng cái đó à, chứ không có xa, không có không đâu. Cần nhiều có để nó vừa mình ngủ qua đó. Có gió đều 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 vậy, nhiều bay ngon ghê chứ. Căng nhiều ra. Vậy hai bộ nó hơn nỉa qua trái hả? Cũng màu vàng lên nó thấy đó màu vàng. Có nhiều lửa hả? Hết gió rồi, xuống cái ốc luôn, phân lên, phân lên, phân lên. Kéo vô chứ. Kéo vô á, ờ, tốt á. Bởi vậy nó có miếng gió thì nó bay ngon. Không có gió là coi chừng á, phân không kịp luôn á. Sờ cuốc mà nó lên chiếu đẹp dữ ta. Sờ cuốc mà nó nắng rội vô nó chiếu à. Chiếu à. Ừ như là có điện đóng vậy.
Không, dìu anh không sao á, dìu anh nó lạ đà chút xíu á là nè. Có gió thì nó giữ được mà, có gió là quéo xuống liền à. Cắt lên là có chân hợp á. Gió hay sao á? Vậy chứ cái gió, gió vậy chơi cũng được, không nên đảo yếu lắm. Bây giờ gió cũng đều đều quá chứ hả? Phân nhiều lên nè, không sao à. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi thôi, chào tạm biệt nha. Rồi, còn một em chở gió nữa đây. Chào tạm biệt nha.